Ok bạn, thì chào mừng bạn quay lại với channel của mình ha. Thì hôm nay mình các bạn thấy mình mới chế ra một cái bao tay rất là đặc biệt ha. Đấy. Đây. Thì cái bao tay này mình để trên đây một cái con Arduino Uno nè, Nano này, xin lỗi ha. Nano. Bên đây là cái MCU 6050, cái cảm biến gia tốc. Bên đây là cái module phát GF. Phát GF mình sẽ để trên cái bao tay như thế này ha. Rồi. Thì cái hôm nay mình sẽ làm ra một cái ứng dụng, một cái mô hình như thế này. Mình sẽ tận dụng cái chiếc xe, cái con xe hôm trước mà mình dùng để điều khiển bằng joystick đó, thì hôm nay mình không điều khiển bằng joystick nữa ha. Không điều khiển bằng joystick nữa mà mình sẽ điều khiển bằng cái bằng cái bao tay này đó. Đây, điều khiển như thế nào ha, thì các bạn theo dõi ha, các bạn xem một chút xíu nữa mình sẽ điều khiển nó như thế nào các bạn. Thì cái ý tưởng của mình là mình để cái cảm biến gia tốc trên này, thì mình nghiêng tới nè, nghiêng tới thì cái trục y của mình nó sẽ âm, giá trị nó âm, thì khi mà trục y thay đổi giá trị mình sẽ cho xe chạy tới. Như thế này thì sẽ chạy lùi ha, chạy sang trái, chạy sang phải đó. Đấy, thì đây là một cái ý tưởng rất là hay ha. Các bạn có thể ví dụ như các bạn có thể chế một cái ứng dụng là dùng để mở mở tủ ha, chẳng hạn mở tủ, mở thùng rác hay là mở nắp gì đó, mình chỉ cần di chuyển tay như thế này ha, thì chúng ta sẽ thực hiện được các cái thao tác nhờ vào các cái cảm biến, cái cảm biến giá trị x, y, gốc x, gốc y, gốc z ở trong cái cảm biến này. Thì cái cấu tạo, cái nguyên lý thì rất là đơn giản nè. Cái cảm biến gia tốc này thì có, chúng ta gắn cái chân SCL với chân A5 ha, SDA với chân A4, chân IN với chân chân số 2, chân D2. Còn cái module mà phát GF á, phát GF bên đây á, thì mình sẽ cái chân data của nó mình sẽ nối với chân số 8, với chân D8. Còn lại các cái chân kia thì mình nối với VCC bằng nguồn thôi. Thì cái con cái Nano này đó, cái tín hiệu gõ vào cái VIN của nó là từ 6 đến 12V. Thì ở đây mình có thể mình sử dụng hai cái viên pin 3,7V ha, để mình nuôi cái mạch này để mình phát cho mấy cái chân này nha. Rồi, còn cái xe của mình thì không khác gì hết, cái mô hình cái xe thì nó hoàn toàn giống các bạn. Cái chân chân data, chân giữa này nè, thì mình cũng nối với chân số 8. Đó, ở chân hai chân này thì mình nối với nguồn và mát thôi. Và tương tự vậy, ở đây mình sẽ nối enable A với chân số 3, in 1 chân số xa, chân số 5, in 2 chân số 6, in 3 chân số 9, in 4 chân số 10 và enable B chân số 11. Cái này là green đi. Cái này là chân mát của này thôi. Rồi. Cái nguồn mình đem bên dưới lên nuôi cho cái, lấy cái cổng 5V của này ra nuôi cho cái Arduino. Cụ thể cái mạch như thế nào các bạn có thể xem ở cái phần mô tả ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần code của nó các bạn. Rồi, ok, đây là cái chương trình mình đã chuẩn bị sẵn các bạn. Đây là cái chương trình phát nè, bên phát là mình để bên cái mạch Nano ha. Còn đây là cái chương trình thu để mình cái mạch là Uno G3. Rồi, trong chương trình phát mình sẽ khai báo các thư viện cần thiết như là visual where là của cái module phát RF ha, rồi MPU của cái module gia tốc. Rồi mình vẫn khai báo hai cái trục x trục y, cái này mình có thể gốc x gốc y ha, đây đúng là gốc x gốc y đó, để luôn trục x trục y ha. Rồi cái hàm setup thì mình sẽ cho nó các cái việc cần thiết, cái này thì chúng ta copy dán thôi. Rồi tôi cho nó chụp x bằng MPU 6050.getAndroid, tức là lấy cái góc của chụp x ha. Rồi chụp y là getAndroid, lấy cái góc của chụp y. Rồi mình sẽ khai báo cái biến test giống hệt vậy, mình sẽ ghép hai cái biến này vào cái test bằng hàm SGreenF, và mình dùng cái hàm này để mình gửi nó đi. Đó, mình gửi giá trị xy ha, góc x góc y đi. Rồi vậy thì nếu mà tôi gửi đi đó, thì bên chương trình nhận của tôi á, tôi cũng khai báo giống vậy ha. Đây, cái này là chúng ta cứ copy dán là được đã ha. Cái này là thông tin cái tín hiệu mà nó gửi qua nhận được nè,
Ở đây là chiều dài của tín hiệu chục x chục y để mình nhận, để mình tách hai cái giá trị ra. Ở đây là các cái chân của cái driver là 2.98N. Rồi cái này là chúng ta setup cho nó bắt đầu nhận tín hiệu. Thì riêng ở bên cái module thu này thì nó chỉ có GF thôi chứ nó không có cái gì khác ha, GF với cái module driver thôi. Đó, vậy thì khi tín hiệu nhận về, tín hiệu nhận về á, mình sẽ tách nó ra bằng cái hàm là scanf này, scanf tách ra chục x chục y ha. Nếu mà giá trị y từ lớn hơn 20, có nghĩa là cái góc nghiêng của nó lớn hơn 20 độ. Góc nghiêng lớn hơn 20 độ. Cái này như thế này thì nó hơi ấy quá. Cái này thì mình có thể mình sửa là thành 30 độ đi ha, để cho nó cái góc nó hơi hơi nghiêng chút xíu. Rồi mà cái chục y nó lớn 30 độ mà cái chục x nó nằm trong giữa 30 độ, âm 30 độ đến 30 độ đó, thì lúc này mình cho nó đi thẳng. Rồi nếu mà chục y nó nhỏ hơn 30 độ và chục x nó nằm trong cái khoảng cũng là từ 30 tới 30 ha, thì cho nó đi lùi. Rồi ngược lại, nếu chục x lớn hơn 30 độ mà chục y nó nằm trong đây thì mình sẽ cho nó đi sang phải. Rồi tương tự vậy, nếu mà chục x nó nhỏ hơn âm 30 độ, tức là nghiêng sang bên trái, nghiêng sang bên trái, thì lúc này mình sẽ cho nó đi sang trái, mình gọi cái hàm đi sang trái. Còn ngược lại thì cho nó dừng. Ở dưới này là các cái hàm để viết cho cái xe đi sang trái, sang phải, đi tới, đi lùi ha. Rồi sau đó mình sẽ nạp cái code này vào. Ok, rồi nạp xong các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi test. Thì ở đây mình sẽ test tại chỗ trước. Tức là bây giờ mình sẽ mở cái module này lên và mình nghiêng nha, mình nghiêng cái bao tay này xem coi nó có đúng như yêu cầu không, thì lúc đó mình mới gấp lắp pin vào, mình cho nó chạy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nguồn này. Nhìn tới nè, xe chạy tới nè, lùi, đang sang trái, sang phải. Đó, khi ở giữa thì nó dừng ha, tới nè, lùi. Rồi bây giờ mình sẽ đi lắp pin vào cho cái bao tay này ha. Lắp pin cho cái bao tay này và mình sẽ tiến hành mình test ở bên ngoài cho các bạn xem ha. Như khùng luôn rồi nè. Thiệt tình.